Rau sam, rau sam. Bà con tôi biết rau sam hết rồi phải không bà con? Nhưng mà rau sam có một số người có bệnh thế này, và những người này vui lòng đừng ăn rau sam để cho nó tốt cho sức khỏe của mình. Chứ nếu ăn rau sam vào thì chứng bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi. Đó là những người bị tiêu chảy, sỏi thận, bà bầu, lạnh bụng, phụ nữ đang cho con bú, dạ dày, tỳ vị yếu, người đang uống thuốc bắc, vui lòng đừng ăn rau sam. Vui lòng đừng ăn rau sam để nó tốt cho sức khỏe của mình. Đó là những người bị tiêu chảy, sỏi thận, bà bầu, phụ nữ đang cho con bú, người lạnh bụng, dạ dày, tỳ vị yếu, ngăn ngừa, người đang uống thuốc bắc. Cho nên vui lòng đừng ăn rau sam để cho nó tốt, và nó tốt cho sức khỏe của mình. Bà con ơi, còn rau sam nó tốt cho sức khỏe là nó mọc dài tự nhiên, nhưng mà nó có tính thanh lọc gan, làm cho sáng mắt, thanh nhiệt, giải độc, làm cho ấm phổi, giảm ho, dưỡng da, đẹp tóc, tốt cho móng tay và hệ tiêu hóa, nó sát trùng, tốt ghê bà con ha. Bà con thấy như vậy, nhưng mà không phải tốt là chúng ta ăn bao nhiêu cũng được. Chúng ta chỉ nên ăn bình thường như các loại rau khác. Nhưng mà như rau muống, rau khoai lang đó thì ăn bình thường như vậy thôi. Rau sam này cũng ăn giống vậy bình thường. Nhưng mà không bình thường một cái là ăn 6 ngày phải nghỉ một ngày. Bà con chú ý để vui lòng ăn rau sam vào, chứng bệnh của mình nó tốt hơn. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào xin chào.